Hàng ngàn người tuần hành ở Brisbane chống thay đổi khí hậu, tin từ Brisbane, Úc Đại Lợi. Hàng ngàn người đã tập trung tại công viên Nữ Hoàng ở Brisbane để biểu tình trước khi hội nghị thượng đỉnh chống thay đổi khí hậu diễn ra tại Paris. Cuộc biểu tình ở Brisbane là một trong những cuộc biểu tình trên khắp nước Úc và trên thế giới trong các ngày cuối tuần này. Và chắc chắn Brisbane đã cung cấp những sự thật rất tốt nằm trong tiểu bang ánh sáng mặt trời, với những tấm kính thu năng lượng mặt trời trên mái nhà và vùng đá san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef ngoài khơi tiểu bang. Bà cho biết những cơ hội tuyệt vời chuyển sang nền kinh tế năng lượng sạch có thể bảo vệ môi trường thiên nhiên, cho nên thông điệp rõ ràng cho chính phủ liên bang Úc là Thủ tướng Turnbull cần phải làm nhiều hơn, không giống như chính phủ cựu Thủ tướng Tony Abbott. Tại hội nghị thượng đỉnh Paris, Thủ tướng Úc phải thông báo tăng mục tiêu bảo vệ môi trường ở Úc, cam kết tài trợ để giúp các nước đang phát triển giảm thiểu ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu. Trước cuộc biểu tình, chính quyền tiểu bang Queensland công bố một bản phúc trình cho biết tỷ lệ khai quang đất đã tăng gấp đôi trong 2 năm đầu tiên cầm quyền của đảng tự do quốc gia. Theo cơ quan thay đổi khí hậu, tỷ lệ phóng khí thải tính theo đầu người ở Úc cao nhất, cao hơn Hoa Kỳ, Canada và Saudi Arabia. Cuộc hội nghị thượng đỉnh chống thay đổi khí hậu được Liên Hiệp Quốc bảo trợ sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 ở Paris, nhằm tìm sự đồng thuận cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã làm tăng nhiệt độ trên quả địa cầu.